Ok, xin chào toàn thể anh em nha. Một bậc khách Thái Nguyên, nổ tiền phát đi ngay. Chưa bao giờ cuối năm mà em giao hàng nhanh đến như vậy. Cứ nổ tiền phát là em hàn xì đóng gói, chuẩn bị lên đường luôn cho bác. 5 phút nữa có mã và đơn cho bác luôn. Em cứ quay video hình ảnh đóng gói đây cho bác. Thùng đóng gói đây, em chuẩn bị hết rồi. Bây giờ em đang hàn đôi loa này vào cho bác nữa nha, để gửi luôn. Quay qua cho bác biết. Đôi loa toàn giải của Pháp Magrat quá hay luôn. Đấy, đôi loa trống này chuẩn bị bàn giao rồi. Rồi. Ok. Mạch bảng mạch đít phía sau cho bác này. Thanh chèn này. Tặng bác cái đĩa CD thanh tuyền này. Dây jack em đã làm đầy đủ rồi, bác chỉ việc về về cắm vào mạch đây là xong nhá. Dây jack đầu nối chuẩn chỉ rồi, nguồn điện đấy rồi, em nhét tất cả vào đây, đóng thùng cho bác. Gửi luôn.